Hello, xin chào cả nhà ha. Thì lời nói đầu tiên thì kênh YouTube và Chanh Sơn Dầu Cần Thơ xin gửi lời tốt đẹp đến tất cả mọi người ha. Thì hôm nay thì Ngọc Lý làm cái video này hướng dẫn cả nhà mình cách pha màu để vẽ chanh sơn dầu nha. Để mà các bạn vẽ màu chân dung thì bằng sơn dầu thì không có nhất thiết phải nhiều màu, cả nhà mình chỉ sử dụng là 2, 4, 5 màu cơ bản thôi ha. 5 màu cơ bản thôi mình có thể vẽ được một bức tranh tuyệt đẹp rồi ha. Trước hết là màu trắng mình đã lấy ra sẵn rồi ha. Thứ hai là màu vàng ha cả nhà. Màu vàng nguyên chất nha. Màu thứ ba là màu đỏ nha. Thì mọi người xem video thấy hay có thể đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Màu thứ ba là màu xanh nha các nhà, màu xanh đậm nha, màu xanh rất là đậm nha. Và cuối cùng là màu đen nha, màu đen để mình vẽ tóc nha các nhà. Rồi thì khi mà mình lấy màu ra xong cả nhà mình sẽ pha ha. Mình sẽ pha cái màu, phải cái màu mà khi mình lấy từ trong tiếp ra thì nó rất là sợ. Đưa lên vẽ thì nó rất là khó ha. Thì sau đây mình sẽ pha cái màu ra cho nó lỏng ra để mình dễ vẽ nha. Thì cái chất liệu pha là dầu dầu cá nha cả nhà. Dầu cá và dầu lăn. Dầu này thì các bạn lợi mấy chỗ ra bán dụng cụ chanh sơn dầu ha, đều có bán hết. Cái mình đang sử dụng để pha màu là khi mà cái bay hết cả nhà. Bay này thì những cái do chỗ dụng cụ bán cũng tương đối rẻ ha cả nhà, chỉ khoảng từ 20 đến 30 nghìn một cái thôi. Nó giống như cái bay hồ đó mà nó nhỏ ha. Các bạn pha loãng tất cả các màu ra nha. Pha cho mình đều để mình khi mình lên trên cái chanh của mình nó bị trong, nó sẽ trong ha, nó không bị đóng cục. Nhiều bạn vẽ mà lười pha màu à. Khi mà đưa màu lên chanh nó bị đóng cục ha cả nhà. Nó sẽ không đẹp chanh, màu nó không được trong. Mỗi một lần chúng ta pha màu á thì cả nhà có thể sử dụng cái dĩa lau ha, cái dĩa để chúng ta rửa sạch cái bay để cho màu nào nó ra màu nấy, nó không bị lẫn ha. Thì như vậy thì bức tranh vẽ lên nó mới trong, nó mới đẹp. Trong quá trình mình vẽ thì mình sẽ pha các màu với nhau, tuy nhiên cái màu gốc chúng ta phải để nó là chuẩn ha, nó không bị lẫn màu. Tại vì khi mà lẫn màu chúng ta vẽ lên á nó sẽ bị tái ha, nó không có cái màu, nó sẽ không như mình mong muốn.
trước đây mình học vẽ nha nhà, thì cái bước mà để pha màu nè mình học cũng cả tháng trời mới thành thục đó cả nhà, không mấy bước á. Nhớ nha, khi một lần chúng ta pha cái màu chúng ta phải rửa sạch cái bay nha. Rồi các bạn thấy màu từ trái qua phải ha. Rồi sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách pha màu da người. Thì các bạn cứ pha từ bên trái qua bên phải, không được pha ngược lại là nó sẽ ra màu da người tuyệt đẹp. Đầu tiên là màu xanh đậm nha, màu xanh đậm rồi tới màu đỏ nha. Vàng nha cả nhà. Xong rồi nó nguyên màu trắng, nó sẽ ra màu da người ha. Màu da người này hơi bị đẹp luôn á. Tuyệt đối các bạn không được pha ngược lại nha, không được pha theo chiều ngược lại, nó sẽ không ra nha. Rồi, cái video này thì mình làm cách nào hết mình cho cả nhà xem nha. Mình đã pha màu da người nè ha. Mình pha cái màu này để mình vẽ bức tranh này nha. Mình chỉnh sửa bức tranh này. Rồi, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.